Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Như Ý, câu chuyện Oan Nghiệp Vườn Vải Thiều. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong đêm khuya thành vắng yên tĩnh, có hai ánh đèn pin đang le lói, rọi qua bên này lại rọi qua bên kia. Thì ra đó chính là anh em của Tí và Tèo đang đi soi ếch đêm. Ê, đi từ từ đợi tao với, dò dài đi nhanh quá vậy mày. Thế là tiếng gọi từ phía sau của Tí dành cho Tèo. Vừa gọi nó vừa cầm cái giỏ che đựng ếch chạy theo. Thằng Tèo ngó thấy bộ dạng của Tí từ đằng sau thì không khỏi lấy làm khó chịu. Nó nhăn nhó: Trời Phật ơi, mày nhanh cái chân lên coi, để xoáy kiểu như mày á, từ nơi chắc ếch nó đi ngủ hết rồi. Nói vậy mà còn không đi nhanh nữa. Thằng Tí nghe tiếng thúc giục của Tèo thì nhanh chóng chạy thật nhanh, cho thật lẹ đặng tới chỗ của Tèo. Hai thằng đi được một đoạn định tới cái chỗ đầm nước ruộng để bắt ếch, vì chỗ đó ít ai lùi tới. Đi được qua nửa đường, bỗng Tí vỗ vai của Tèo, dường như nó nhớ ra điều gì, nó e dè bảo: Ê, bộ mày tính tới cái chỗ đó xoay thiệt đó à? Ừ, bữa nay bắt được ít quá trời, tao với mày đi suốt cả đêm mà chỉ được một ký đó. Kiểu này về á, bà má đi chợ bán á, bà còn quánh cho một trận đó. Nhưng mà cái chỗ đó là cái bên cái vườn vải thiều cũng chín bành đó, người ta đồn là có ma, bộ mày không biết sao? Thằng Tí vừa nói vừa ngập ngừng vì hai chữ có ma. Thằng Tèo dù là em nhưng nó chỉ xem thằng Tí như một đứa bạn ngang hàng mà thôi. Phải thêm là tụi nó cũng chẳng tuổi với nhau. Nó mới đánh lên đầu của Tí một cái, rồi nói bằng giọng điệu vô cùng bực mình: Mà cái đầu mày đó, xoay được nhiều ếch đây nè, mà không có chịu lo, đi lo chuyện ma có. Vốn tính nhút nhát từ nhỏ, và lại giờ đi về một mình sợ ma, đành bấm bụng đi theo thằng Tèo tiếp. Một lát sau cuối cùng tụi nó cũng tới được cái đầm nước bên cạnh nhà ông Chín Bành để bắt ếch. Quả nhiên đúng như dự đoán, ở đây rất nhiều ếch, to có nhỏ có, mà chủ yếu là mấy con mập thù lù, làm cho tụi nó rất thích. Nhanh tay hai thằng cất cái giỏ ếch xuống đất, nhẹ nhàng đi xuống đầm nước. Tay trái chụp một con, tay phải chụp một con. Chẳng mấy chốc mà ếch đã trong giỏ xe, đã đẩy lên theo cấp số nhân. Cái kiểu này á, về đưa cho má bà đi bán á, kiếm bộn tiền luôn đó mày. Tèo thẳng thốt: Ờ thôi bắt nhiêu đầy đủ rồi đó, không còn chỗ mà đựng đâu, về thôi mày. Đó, mày thấy nghe lời tao sáng suốt chưa? Không nhờ tao chỉ á, là sao bắt được nhiều ếch vậy chứ? Thằng Tèo nói với anh mình bằng giọng điệu rưng rưng tự đắc. Thì thấy em của mình tự tin quá chớn thì nó móc: Phải, mày là hay, mày là nhất rồi. Thế anh của mình mỉa mai, Tèo nhanh chóng cúi lưng xuống thật nhanh, lấy tay khoát nước chỗ đầm, khiến cho thằng Tí bị ướt hết cả người. Cả hai đang đùa giỡn xôn xao thì bỗng Tèo đứng cựng lại. Nó ra hiệu cho Tí im lặng. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Có nghe gì đâu. Mày nghe kỹ lại coi. Tí lắng tai nghe thật kỹ, đúng là có tiếng gì đó. Hình như là tiếng ai đó khóc thì phải. Hai thằng lúc này bắt đầu cảm thấy khắp người râm ran như có một luồng điện chạy qua. Tụi nó bất giác hiểu sẽ được điều gì đó. Bỗng tụi nó chết lặng vài giây, run rẩy cầm cập khi phát hiện ra có tiếng gì đó sau lưng của mình. Từ nhỏ quay lại thì tá hỏa khi thấy bên vườn vải thiều của ông Chín Bành thập thoáng có bóng dáng người. Chẳng rõ già trẻ nhưng chắc chắn là một nam một nữ. Người đàn bà cất tiếng khóc nghe vô cùng u sầu. Người đàn ông có những hành động vô cùng kỳ lạ. Ông ta cầm trên tay một bó chừng hơn chục cây, quỳ xuống khoảng đất trống ở giữa vườn vải, vừa cầm nhang trên tay vừa hư qua hư lại, vừa cầu khấn. Trông thấy cảnh đó ngay thẳng nghĩ tới cảnh trong phim cổ trang có mấy ông thầy pháp lập đàn làm phép trừ yêu ma quái. Cảnh tượng giữa đêm khuya đó làm tụi đó không thể chống lại được nỗi sợ đang trào dâng trong lòng. Nhanh chóng tụi nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Khoảng 15 phút sau, hai thằng cũng chạy được về tới. Thật may mắn thay vì lúc nãy dù chạy thục mạng là vậy, nhưng tụi nó vẫn cầm giỏ ếch trên tay. Chứ nếu không thì thành quả vất vả cả đêm coi như đổ sông đổ bể. Hai đứa bấy giờ thở hổn hển, mặt mày tái mét,
vội ngồi xuống cái chỗ cây trong nhà để trấn tĩnh lại. Thằng Tí vừa thở vừa nói với thằng Tèo bằng một giọng điệu trách móc. Mày sáng mắt ra chưa? Ta đã cảnh báo với mày cái vườn vải nhóm chín bành có ma. Mày đâu có chịu nghe chứ. Cần cố chấp đi qua cái đầm nước đã xoay ếch nữa. Công may là nó không hớp hồn tao với mày đó. Chứ không chắc tao mày cũng trở nên điên dại như chị Cam ở xóm bên. Thì đâu ai biết đâu. Tao cứ tưởng đó chỉ là lời đồn của mấy bà trong xóm thôi. Chứ ai mà có nghĩ nó là thật chứ. Thế mà những chỗ đó có nhiều ếch thật mà, còn mập nữa. Thế Tèo còn cố gắng bao biện, Tí liền xua tay gõ lên đầu của em. Tưởng tượng cái đầu mày đó, mày bớt tưởng lại đi. Thì cái chỗ đó có ma, làm cóc gì ai dám tới xoay ếch chứ. Thôi, có lẹ đi, ra cây thầm đằng sau nhà, đổ ếch vào trong đó đi. Sáng mai má còn bá đem đi ra chợ bán nữa. Thế là hai thằng lật đật đem cái giỏ ếch đầy ắp ra sàn nước. Đồ mấy con vào trong thạp, không quên múc chế vào đó một ít nước, đặng cho bà Lan sớm mai còn mang ra chợ bán. Sau khi xong, Tí chợt nhớ ra, hình như mình chưa tháo cái đèn pin trên đầu xuống. Nó mới lấy tay định gỡ thì chợt tình cờ, ánh đèn pin chiếu thẳng xuống chân của Tèo. Nó giật mình vì thấy chân của Tèo đang chảy máu. Ôi trời ơi, cái chân mày chảy máu kìa. Tèo nghe vậy thì nhìn xuống chân của mình, thấy cũng giật mình khi gót chân đang chảy máu. Nó cúi xuống nhìn kỹ hơn, phát hiện mình đã đập trúng một miếng mảnh chai. Nhanh tay nó cúi xuống nhăn mặt như khi ăn ướt, hớt tận nhanh miếng mảnh chai cùng máu theo đó mà tứ ra. Thế vậy đi chạy vào trong buồng lấy miếng keo cá nhân và một miếng vải nhỏ để trên bàn chỗ Tèo ngồi, rồi chạy đi ra sàn nước múc một gáo nước mưa nhỏ, bỏ miếng muối đem vào rửa vết thương cho Tèo. Sau đó thì dán băng keo cá nhân lên quấn tấm vải nhỏ ở bên ngoài, tránh cho bụi vào khiến vết thương trở nên nhiễm trùng. Tèo nhìn anh mình suốt sáng chạy túi chạy lơi thì liền cảm động. Hai anh em tụi nó bình thường hay xưng hô mày tao, hay giành đồ chơi cãi lộn, nhưng gặp chuyện thì mới biết trong lòng vô cùng yêu thương nhau. Ông Tú bà Lan là tí má của tụi nó bây giờ đang ngủ say. Thế giờ cũng đã khuya rồi, chừng hơn 12 giờ đêm. Tí liền nói với Tèo. Thôi đi ra tắm rửa rồi vào ngủ đi mày. Tao buồn ngủ quá. Để sợ anh bữa nay á, làm tao sợ mất mật. Tại vì chỗ đó có ma. Mai mốt đi bắt ếch á, tao xin chữa cái chỗ đó. Mày mà cảm giảm một tiếng nữa, tao nhấn vào đầu mày đó. Hai thằng đi ra phía sàn nước, múc nước ở trong lu dội thẳng từ đầu xuống chân. Sau đó thay đồ rồi vào trong buồng ngủ thẳng cẳng cho đến sáng. Sáng hôm sau khoảng 5 giờ, ông Tú hình như có công chuyện trên huyện. Ông nói với bà Lan. Thằng Tâm ở trên huyện nó rủ tôi với mấy thằng nữa lên trên đón tân gia. Anh em lâu ngày không gặp, cả năm rồi chứ ít gì. Tôi lên đó chơi với nó mấy bữa tôi về. Tới đây lên gần xìu à, bà đừng có lo. Ngày hôm kia tôi về. Thế rồi ông Tú cầm cái ba lô, trong đó đựng hai bộ đồ và ít vật dụng cá nhân, để máy rồi chạy đi. Do chuyện này ông Tú cũng đã báo trước với bà Lan, cho nên bà không ý kiến gì. Bà Lan bước ra chỗ thảm sành ngoài sàn nước cho hai thằng Tí Tèo rộng ếch, ngó đầu vào coi thì thẳng thốt. Mẹ đét ơi, quá chợ ếch luôn nè. Con nào con ấy ta nói bằng cùm chưng không. Chỗ này đi bán ngoài chợ hút bộn tiền, vô mánh tới nơi rồi. Thôi thôi, phải đi lẹ cho kịp chợ sáng. Bà Lan ra chỗ mé vách nhà lấy cái rổ xúc và cái nia đang vắt trên đó xuống, tiến lại chỗ thập sành bắt hết mấy con ếch, trở lại 5 con đặng một chút làm đồ ăn cho Tí Tèo ăn cơm. Tội nghiệp nghỉ hè không có bận biểu chuyện học hành, Tí Tèo có thời gian ra đồng bắt ếch cho bà đem đi bán. Trong buồng ngủ hai anh em Tí và Tèo còn đang ngủ say sưa. Trong đêm tối đen như mực, Tèo đang đi trên một thửa ruộng rộng mênh mông của nhà ông Nam. Nó cứ đi vòng vòng. Thế ra Tèo đang muốn kiếm chỗ đầm nước để xoay ếch đêm. Chợt từ hướng đầm nước trước mặt, nó nhìn thấy một con ếch rất to. To một cách bất thường, chắc cũng phải cự bỡ bắp chân của một người đàn ông trưởng thành. Nhanh chân Tèo đi khẽ tới chỗ con ếch, toàn định chụp lấy nó. Nhưng vẫn chậm hơn con ếch đó một nhịp. Con ếch nhảy thật nhanh tới một gốc cây cổ thụ. Thế vậy Tèo cũng nhanh chóng rượt theo. Sau rượt theo con ếch nãy giờ một đoạn xa mà không bắt được, nó ngồi bệt xuống gốc cây.
Một lúc sau Tèo cảm thấy hình như có cái gì đó xao động lá cây ở trên đọt. Theo phản xạ ngay lập tức, nó nhìn lên ngọn cây và chợt tá hỏa. Cây mặt đơ ra như bị xịt keo, khi thấy rằng có một đám con nít ngồi trên đọt cây đu qua đu lại, làm những tán lá xào xạc. Là một nỗi là cây này là cây cổ thụ, nhưng trên ngọn lại mọc ra những chùm vải thiều, trái nào trái nấy to cỡ trái dừa xiêm của Bến Tre. Mỗi trái hiện ra mỗi gương mặt của một đứa con nít. Cây như vậy hàng chục gương mặt con nít nhìn xuống chỗ của Tèo, khiến cho nó hoảng sợ. Rồi những đứa con nít đó khóc lên những tiếng thật ai oán, nhưng chất chứa một nội hàm gì đó bên trong mà chưa thể nói được thành lời. Tèo lúc này có hoảng sợ, nó ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, vừa chạy vừa ngoảnh lại đằng sau xem chừng mấy đứa nhỏ đó có rượt theo mình hay không. Quả nhiên là có, nhưng người rượt theo Tèo không phải là những đứa trẻ mà lại là vợ chồng của ông Chín Bành. Tèo vô cùng sợ hãi và chút ngạc nhiên, khó hiểu khi thấy gương mặt của hai ông bà không giống ngày thường mà biến thành gương mặt của hai con quỷ với làn da xanh lè, đôi mắt sáng rực. Ông bà Chín Bành vừa rượt theo Tèo vừa la lớn: "Thằng quỷ, ai cho mày lại gần chỗ cấm địa nhà tao? Tan thịt mày đứng đó, đứng lại cho tao." Tèo nghe vậy thì thực sự sợ hãi, nó vừa chạy vừa la làng la xóm: "Có ma, cứu tôi." Tèo do vừa chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa quay lại đằng sau, cho nên bị vấp vào một ụ đất và té ra. Tới đoạn đó thì Tèo trên giường đang nằm ngủ, bỗng có cảm giác lồng ngực vô cùng khó thở. Nó chợt đưa chân ra và đạp một cái, cảm giác đang ngủ bị hụt chân làm cho nó tỉnh giấc. Nó tỉnh dậy trong trạng thái hoảng sợ vì vừa gặp ác mộng. Gần mặt đầy mồ hôi chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, nó liền la làng: "Trời đất ơi, có ma, nó rượt tôi." Trường hợp thay, bà Lan lúc này vừa đi chợ về đến trước cửa. Bà nhanh chóng đi vào trong, để cái nón lá cây nia xuống rổ xúc trên bàn, đi một mạch vào trong buồng coi có chuyện gì. Thằng Tèo vừa nhìn thấy mẹ đang sợ, nó chạy lại ôm bà, làm cho bà bị khó thở ho lên sặc sụa. Vừa ho bà vừa nhăn mặt rồi bảo: "Trời đất quỷ thần, có chuyện gì mày ôm tao cứng nhắc như vậy ha?" Đã lúc này sừng nhớ ra nó đang ôm mẹ chặt quá, bất giác nó buông tay sau tiếng ho của mẹ. Bà Lan lại hỏi: "Có chuyện gì mày nói tao nghe? Làm cái gì ngủ không ngủ mà lại la ó om sòm vậy? Tao về tới, nhà hàng xóm tao đang nghe tiếng của mày rồi đó." Tèo ấp úng nhìn mẹ, nó vừa biếu lấy tay vừa bảo: "Con nằm mơ chiêm bao thế ma, nó rượt con chạy quá trời đó mẹ." "Trời Phật ơi, tưởng chuyện gì? Mày đó, mày chơi giỡn với mấy đứa con của bà Năm kết nhiều vào, tôi nằm mơ bậy bạ. Ngày mai tao mà còn thấy mày chạy giỡn chơi với ba đứa kia thì tao chặt giò của mày đó nghe mày." Thằng Tèo vốn định kể thêm cho mẹ nó nghe chuyện tối qua nó và thằng Tiến đi xoài ếch chỗ đầm nước ruộng của nhà ông Nam, gần cái vầy thiều của nhà ông Chín Bành, nhưng thấy mẹ của nó đang bực mình định cho nó ăn cây gậy cho nên thôi không có kể nữa. Sau khi biết chỉ là thằng Tèo ngủ mơ không có gì quan trọng, bà Lan bấy giờ bước ra cửa buồng và đi xuống bếp. Trước khi đi còn không quên quay lại chỉ tay về hướng của Tèo rồi gằn giọng: "Mày coi chừng tao đó." Nói xong thì bà Lan bước xuống dưới bếp vo gạo, bắt nồi cơm lên trên bếp. Sau đó thì mẩn năm con ếch vừa hồi sáng lại trong thạp, kho xả cho tụi nó ăn cơm. Thằng Tí đang ngủ trong buồng nãy giờ nghe tiếng của bà Lan dậy la thằng Tèo thì nó choàng tỉnh giấc. Vừa tỉnh nó cảm giác như có một thứ gì đó đang chảy qua chỗ chiếu dưới mông. Nó ngồi bật dậy thì thấy chỗ nước đó xuất phát từ mông của Tèo chảy qua. Ý thức được vấn đề, nó đánh mạnh vào vai của thằng Tèo: "Cái ông nội này, mày đáy dâm mà mày, trời đất ơi." Thằng Tèo nghe vậy nhìn xuống chỗ chiếu. Sau đó vì có mắc cỡ, vì bình thường nó là một đứa gan dạ cốt lì, thường xuyên ăn hiếp thằng Tí anh của nó. Thế nhưng không ngờ bữa nay nó nằm mơ rồi đái cả dầm. Nó chạy ù một mạch tới thẳng trong nhà tắm, tắm rửa thay bộ đồ khác. Do nhà chỉ có một cái nhà tắm, thành ra đợi thằng Tèo ra Tí mới vào tắm thay bộ đồ khác được. Nó nhìn theo hướng của Tèo chạy về, mặt ánh lên một sự ghê tởm, kèm theo đó là một cảm giác khó chịu. Thứ gì không chứ? Phải là thứ bảy chủ nhật.
Sau khi đợi thằng Tèo ra, tiếng nhanh chân đi vào trong nhà tắm thay bộ đồ khác. Xong xuôi bước ra, chủ ngầm bà Lan từ ngoài vườn mới mẻ bớ ổi bước vào. Để cái rổ ổi trên bàn, bà Lan nói với hai người: "Tớ mới hái ổi sẽ ở ngoài vườn á. Hai đứa bay coi ăn cơm xong chờ chia nhau mà ăn. Tớ mắc đi qua bên nhà bác Sáu kiểu á, phủ đám dỗ ông Năm rồi chiều mới về. Cơm tao dọn sẵn trong đồng bàn đó. Thôi tao đi nha." Hai thằng đồng thanh: "Dạ." Bà Lan sẽ cái nón lá đội lên đầu bước ra ngoài sân. Khi có nhà bà Mười Tờ và bà Hai Giấy đang đứng đợi. Sau đó bà đi thẳng về xóm dưới, hướng về nhà bà Sáu Kiều để phụ gói bánh đám dỗ ông Năm. Tiếp và Tèo ngồi vào trong bàn ăn mà lồng bàn ra để một bên. Thế bên trong có món cánh mướp, ếch kho xả, cơm củi có cháy đít nồi, thì nước miếng bỗng trào ra. Tèo đi lấy chén đưa cho anh một cái. Đang nhai, Tèo nói với thằng Tí, dường như sự xấu hổ do đánh dầm hồi nãy đã đánh bay sự sợ hãi và cơn ác mộng mang lại, nên có mới có một suy nghĩ táo bạo. "Em hay, có khi nào hai người mà tối hôm qua đi xoay ếch tao với mày thích trong vườn á là người chứ không phải là ma không?" "Sao mày nói vậy?" "Hồi nãy trong nhà tắm á, tao vừa tắm tao vừa suy nghĩ, giả tỉ như bữa đó ma là thật đi thì chắc tao với mày bị bắt hồn rồi, chứ đâu ở đó mà còn ngồi đi ăn cơm nói chuyện. Mày nghĩ đúng không? Với thêm nữa, tao khẳng định chắc chắn với mày là hai cái người tối qua tao với mày thấy là ông bà Chín Bành đó, không phải ai lạ đâu." Tí đang ăn cơm nghe vậy vội đặt chén cơm xuống bàn. Tay vừa cầm đôi đũa vừa chống cằm suy nghĩ. Một hồi lâu sau nó gật đầu: "Ờ, tao thấy mày nói cũng có phần có lý." Tèo lại tiếp: "Không biết ông bà đêm hôm khuya khoắt còn đem nhang ra đó lạy lục, mua máy quay cuồng để làm chi?" Tí chậm ngâm một chút rồi vỗ đùi trả lời như khẳng định: "Ê, có khi nào ông bà làm chuyện gì mờ ám ở trong đó không hả?" "Dám lắm. Hay là tối nay tao mày đi dình thử đi, coi ông bà làm chuyện gì ở trong. Ờ, tao thấy tò mò quá." "Mà bà biết bà chạy đầu mày đó." "Mà không biết đâu. Tao với mày cứ lấy cớ đi xoay ếch đêm như bình thường, mà sao mà biết được. Về lỡ về không thấy ếch đâu thì trả lời sao? Thì nói là không có ếch, hoặc là nói người ta bắt hết rồi, mình không có lợi." Nói chuyện đến đây thì Tí gật đầu. Bình thường nó rất là nhát gan, mà giờ vì cái tính tò mò giảm đi sự nhát gan đó xuống. Nó nhìn Tèo rồi gật đầu. Có lẽ vì hai đứa nó chỉ mới học tới cấp 2, tính tò mò khám phá vẫn còn đang trong giai đoạn mở rộng. Phần thêm là đang vì nhịp hè, truyền hình chiếu phim Kính Vạn Hoa, cho nên hai đứa nó bị nhiễm cái máu tò mò thích làm thám tử của quý giòm mất rồi. Ngoài chợ, bà Tám và bà Tân đang ngồi nói chuyện rơm rà trước hai sạp bưởi cạnh nhau. Thì ra là đang bàn tán về sạp vải thiều của bà Chín Bành. Bà Tân vừa nói vừa chỉ trò một cách len lén: "Ê chị Tám ơi, tôi thấy nào giờ bà Chín Bành nhập trái cây về bán thì bán không có được, còn này chỉ bán một mình trái vải thiều thì lại bán được vậy bà." "Bà nói chuyện đúng rồi, không vậy bà nội, nói cái chuyện nào mà người ta không có biết đi má." Bà Tân đền tặc lưỡi: "Trời Phật ơi, tôi chưa có nói hết bà nội. Ý tôi bình thường bên bà ấy bán ế, tại vợ chồng bà bán mắc như cắt cổ vậy, đâu có ai mua. Nhưng khoảng thời gian khoảng một tháng trở lại đây, bà chuyển qua muôn bán vải thiều, giá cả vẫn mắc trên trời không đổi. Vậy sao khách người ta kéo tới nườm nượp, bà có thấy lạ không?" Bà Tám bấy giờ không có thích nhiều chuyện, bà liền bảo: "Thôi kệ nó đi bà nội ơi, mình lo bán sạp của mình cho tốt. Người ta nói không bằng người ta thì mới tối ngày đi soi mói người ta. Bà nhìn bà Chín Bành bà lo làm, chứ bà có để ý soi mói ai bao giờ đâu. Bộ bà bán không được bà tức cái gì? Không có sang gì hết trơn hà. Cái năn tức ở muôn đời nát nghe bà nội, bỏ đi. Bà bạn tôi là tôi tưởng bà bạn không á, làm gì mà bình dữ vậy hả?" "Bình cái gì chứ, tôi nói đúng thôi mà." Nói xong thì cũng đúng lúc sạp bưởi của cả ngày bà đều có khách tới. Bà Tám và bà Tân cũng trở lại công việc của mình. Sở dĩ bà Tám và bà Tân có ý nghi ngờ là vậy cũng có phần có cơ sở, là vì như chúng ta đã biết, vải thiều là loại cây được trồng phần nhiều ở các tỉnh phía Bắc, điển hình như ở Bắc Giang. Điều đó không có gì cần phải bàn cãi. Còn ở miền Tây, các chuyên gia nông nghiệp đang triển khai phương án trồng thử vải thiều ở một số tỉnh và cảm thấy có khả quan.
Riêng với nhà ông Chính Bành, không hiểu tại sao ông lại có thể trồng được vải thiều tại xứ này, trong chính đất vườn của nhà ông. Điều này cũng làm cho các chuyên gia nông nghiệp huyện vô cùng thắc mắc. Họ nhiều lần hẹn ông Chín để họ đừng vào trong vườn tham quan, sau đó tận mắt thấy phương pháp trồng, cách chăm sóc, phân bón tưới nước như thế nào. Từ đó làm tư liệu đưa lên truyền hình, hướng dẫn bà con nông dân trong ngoài các tỉnh miền Tây học và áp dụng. Thế nhưng là một điều là ông Chín không đồng ý. Ông viện lý do đây chỉ là bước thử nghiệm của ông, khi nào thành công rực rỡ mới công khai cho mọi người biết. Chứ bây giờ mới chỉ có một vườn thu hoạch lèo tèo chừng năm cần xé là cùng. Các cán bộ nông nghiệp huyện nghe ông Chín nói vậy thì đành ra về, và trong bụng nghĩ ông này có vẻ ích kỷ mà thôi, chứ không mảy may nghi ngờ gì thêm. Bởi họ sống và làm việc theo khoa học, chỉ tin vào những nghiên cứu khoa học của mình mà thôi, chứ những chuyện tâm linh thì họ cho là nhảm nhí. Riêng về các bà hàng xóm, bạn hàng của ông Chín Bành thì khác. Họ thấy chuyện này có vẻ không được bình thường. Có nhiều người còn đồn nhau rằng ông bà Chín Bành xài bùa ngải chi đó để kéo khách. Hễ ai ăn vài thiều của ông Chín Bành cảm giác vô cùng ngon, ngon một cách lạ thường. Có người còn muốn so sánh khác biệt ở đâu, cho nên mua về 2 ký vài thiều, một là của Bắc Giang, hai là của ông Chín, để ăn coi sao rồi so sánh. Kết quả vải của ông Chín có phần ngon hơn, thơm hơn, mọng nước hơn và dày cơm hơn vải nhập từ Bắc Giang. Kỳ lạ là sau khi ăn vào một lần thì cứ như bị nghiện, lại phát thèm. Bởi vậy cho nên chẳng mấy chốc tất cả số vải trong sạp đã được bán hết, và lúc nào ông cũng có vải để cung cấp cho sạp nhỏ của mình ngoài chợ. Do biết rằng trái cây nghịch mùa thì không còn xa lạ, thế nhưng quanh năm suốt tháng vườn vải của ông Chín đều sai chữ quả mới là chuyện lạ. Giá cả một ký vải của ông Chín bán ra không rẻ. Vậy mà không hiểu sao, khi nghe bà Chín mời chào hàng, ai nấy đều tấp nập vào mua. Nhà công Chín nhờ vậy ngày một ăn nên làm ra. Xong người ta không bao giờ thấy ông bà Chín Bành thuê mến người bên ngoài vào hái vải thiều, mà toàn là những người thân cận trong nhà mới được hái mà thôi. Chính vì điều kỳ lạ đó làm cho không biết bao người hàng xóm gần nhà ông đều đặt ra một dấu chấm hỏi lớn. Họ nghĩ đây không đơn giản là chuyện chơi bùa ngải nữa, mà có thể ông Chín đang giấu một bí quyết trồng vải, bí chuyện nào đó. Tối hôm nay thằng Tí và thằng Tèo quyết định thực hiện đúng kế hoạch của mình. Nó lại chuẩn bị đồ xôi ếch. Lúc này khoảng 8 giờ tối, nó gọi với lên nhà trên, chỗ cha má nó đang coi truyền hình. Cha má ơi, tụi con đi xôi ếch đêm. Ông Tú nghe vậy có phần khó chịu, ông quay xuống rồi bảo. Đi cái gì mà đi hoài vậy hả? Mới à bữa tối hôm qua đi rồi, ếch ở đâu mà cho tụi bay soi dữ vậy? Thôi, tụi nó đi thì ông cứ để cho nó đi còn lạ gì. Mấy bữa trước cộng với bữa hôm qua tụi nó soi được quá trời đó. Cái mùa này là mùa ếch đầm, không đi thì uổng lắm. Bà Lan vừa nói móc trong túi quần ra một cặp tiền 10.000 đưa trông Tú rồi khoe. Này là tiền bán ếch bữa giờ của tụi nó bắt được đó. Ông Tú cuối cùng cũng bị bà Lan thuyết phục, không nói gì thêm. Vậy là hai thằng kia đứng đi rình vườn vải nhà ông Chín. Tụi nó hí hửng chạy thật lạ ra chỗ đám ruộng của ông Nam, đi về hướng vườn vải của nhà ông Chín. Trong bụng rằng hai đứa nó bây giờ có đồng một quyết tâm là phải tìm bằng được cho câu hỏi làm cho tụi nó thắc mắc tối qua đến giờ. Hai đứa đi được một đoạn, tới chỗ bụi trúc gần cây đầm. Gió bỗng ở đâu thổi lên làm những cây trúc cứ đưa qua đưa lại, cả thân vào nhau tạo thành những tiếng cót két, nghe vừa chói tai vừa rùng mình. Thằng Tí như đã nói ở trên, nó vốn dĩ tính tình nhát gan từ nhỏ, cho nên khi thấy như vậy nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong lòng trở nên dao động. Nó muốn đổi ý định, với tay khều khều sau lưng của Tèo. Ê Tèo ơi, hay là tụi mình về đi, khỏi tìm hiểu gì hết trơn á, kể cái vườn vải đó cho ta thấy sợ lắm mày. Thằng Tèo nhăn mặt, nó khó chịu bảo. Cái thằng quỷ này, đã bàn trước rồi bây giờ đổi ý ngang, ta chán mày quá. Thế nếu như mày muốn đổi ý mày về một mình đi, một mình tao đi cũng được. Nghe vậy thằng Tí chẳng có chút đắn đo nào, chạy một mạch định quay trở về nhà. Thế nhưng khi vừa đi được một đoạn, thấy hai cái mộ của ông bà Năm đang ở trước mặt, cộng thêm trời bây giờ đã khuya, sương xuống se lạnh, kèm theo màn đêm đen tối mù. Dù cho nó có cái đèn pin trên đầu,
nhưng ánh sáng vàng nhỏ xíu dưới không gian đen bao đạo ấy làm sao giúp nó thoát khỏi được nỗi sợ. Nó nhớ lại trong phim Kính Vạn Hoa, cái lúc mà thằng Lượm và Quý Rồng tăng đi thì Lượm đổi ý cũng muốn trở về nhà. Trên đường về, thằng Lượm đọc câu thần chú Án Mani Bát Mê Hầm, vậy nên nó đọc đi đọc lại không biết mấy chục lần. Sau đó thì nó cân nhắc kỹ, thấy đường trở lại chỗ thằng Tèo gần hơn khúc đường trở về nhà, vậy nên nó lại một lần nữa đổi ý. Nó quyết định vừa đi vừa đọc Án Mani Bát Mê Hầm cho tới lúc tới được chỗ của thằng Tèo. Một lúc sau thì Tèo nhìn thấy có ánh đèn pin le lói từ xa. Nó nhận ra thằng Tí, nó bĩu môi đứng đợi. Thằng Tí hốt này chạy tới, nó thở hổn hển kêu thằng Tèo: "Tèo ơi, đợi đợi tao với. Tèo biết ngay mà mày quay lại mà, cái thằng thỏ đấy." Trong lòng của thằng Tèo đã ghim thằng Tí tới lúc này, nó quyết định dạy cho Tí một bài học về cái tội nhát gan. Hai đứa đi được một lúc, cuối cùng cũng tới cái mương nước cạnh bên mép vườn vải nhà ông Chín Bành mà nó sợ ếch tối qua. Hai đứa nhanh chóng lội qua. Lúc mới lội ra giữa mương, thằng Tèo bỗng nhiên khựng lại, tay chân nó run lên cầm cập, mắt của nó trợn trừng, quay ra đằng sau lưng nó với Tí: "Tí ơi, hình như là tao bị ma ra kéo giò rồi, Tí ơi, cứu tao với." Thằng Tí lúc này hoang mang cực độ, nó cứ đứng đó lính quính không biết phải làm sao. Vì chạy lại trước của thằng Tèo thì không dám, mà chạy về nhà thì cũng chẳng dám luôn. Nó đứng chết chân tại chỗ, thì vẻ mặt của Tí mếu máo sắp khóc. Thằng Tèo chỉ vào mặt của nó rồi cười lớn: "Trời đất ơi, thằng hù mày có một chút, mày làm gì mà thấy ghê vậy?" Tí lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nó chạy lại đánh vào lưng của Tèo một cái: "Mẹ mày cái thằng quỷ chứ, mày làm tao sợ hết hồn. Dẫn một chút thôi, làm gì mà căng vậy chứ hả?" Xong rồi hai thằng đi tiếp qua mép vườn vải nhà ông Chín. Định đi sâu vào trong vườn thì Tí bỗng vấp phải một cục đất làm cho nó té nhào lên phía trước. Bất giác nó là lên một cách như ở nhà, quên rằng mình đang đi rình mò. "Chà nó chứ, cái cục đất quỷ này. Trời đất ơi, nhỏ cái giọng lại. Ông Chín đâu ngay phát hiện được, tao với mày bầm mình đó." Thằng Tí ý thức được sự hớ hênh cho nên đưa tay bụm miệng. Nó khẽ nói: "Ê, mày nói tao nhớ nè, hay là tắt đèn pin đi, có chăng mà. Đi thầm chắc không sao đâu, chứ bật đèn pin lát ông bà Chín Bành lại phát hiện ra thì chết." Hai thằng đồng loạt tắt đèn pin ở trên đầu. Bỗng cảnh chung quanh trở nên tối sầm lại, vì mắt của hai đứa đã quen với lúc có đèn. Nhưng nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, thấy được mọi vật chung quanh nhờ ánh trăng đang sáng tỏ trên cao. Nhưng chẳng làm sao tỏ được bằng đèn. Hai đứa đi sâu vào bên trong một chút thì bỗng nhiên thằng Tí không cẩn thận làm đụng vào một cây vải trong vườn, khiến cho cây vải rung lên vì bị tác động bất ngờ. Tiếp đó những con rơi từ đâu trong cây vải đó bay ra tứ phía, kêu lên những tiếng vô cùng chói tai. Hai thằng ngước nhìn lên chỗ đám rơi, cảm thấy có chút rợn rợn vì mắt con nào con nấy đỏ ngầu, nhìn vô cùng kinh dị, y như trong mấy bộ phim ma. Nhìn kỹ hơn một chút, tụi nó cảm giác từ sâu thẳm ánh mắt đó đang chứa đựng một lời cảnh báo nào đó. Sau đó mấy con rơi tản ra bay đi tứ phía. Hai đứa đang định tiếp tục đi sâu vào khám phá thì chợt khựng lại, vì nghe đầu đó văng vẳng bên tai tiếng một người phụ nữ, giọng điệu của bà ta vô cùng hung dữ. Tiếp sau đó là tiếng của khoảng mười mấy đứa con nít sơ sinh, dường như người phụ nữ kia đang la dậy đám con nít thì phải. Thằng Tí sợ mình nghe nhầm, nó mới kêu thằng Tèo rồi hỏi: "Tèo ơi, mày có nghe thấy gì không Tèo?" Thằng Tèo bình thường rất gan dạ, nhưng lúc này tay chân của nó run lên từng đợt. Nó trả lời trong vẻ hoảng sợ: "Mày nghe được cái gì? Tao nghe y chang vậy đó. Hay là tụi mình về đi. Không biết bí mật gì, chứ tao thấy là mấy cái bà tám trong xóm đồn vườn vải công Chín Bành cô ma là thật rồi đó mày." Đang sợ hãi lại như vậy, thế nhưng khi nghe thằng Tí nhắc đến hai chữ đi về, thằng Tèo một lần nữa nổi máu liều: "Không có đâu mày, chắc tao với mày nghe lộn thôi. Không sao đâu, cứ đi tiếp, không lẽ đi tới đây còn về coi sao được." Tèo nói như vậy cốt để trấn an thằng Tí, cũng như tự trấn an chính bản thân của mình. Tí nghe như vậy thì cũng cố dối lòng theo, vì bây giờ mà đi về thì cũng mua cho nó chiếc xe đạp điện để đi học,
mà bình thường nó vẫn hay đòi cha mẹ mua cho nó, thì nó cũng cóc có dám. Thì đành bấm bụng đi tiếp cùng với Tèo. Lúc này hai thằng đi được gần tới giữa vườn vải của ông Chín. Là một lần nữa hai thằng Tí Tèo trở nên im lặng, đồng loạt đứng im không động đậy, vẻ hình như nghe trong giữa vườn vải có tiếng của một người đàn ông đang nói gì đó. Hai đứa tụi nó khẽ khàng nhất có thể đi vào bên trong, nấp dưới hai gốc vải thiều bên cạnh nhau để quan sát, nghe thật kỹ coi đó là ai và đang nói những gì. Thì ra đó là ông Chín Bành. Trong đêm hôm khuya khoắt, ông lại đi ra giữa vườn, cầm bó nhang hô qua hô lại y chang tối qua. Có điều tối hôm qua có bà Chín đi theo, còn tối nay thì chỉ có một mình ông. Ta vậy ông còn xách theo cái cần xe loại để mà thu hoạch vải ra theo và để cạnh chỗ ông ngồi nữa. Không biết ở trong đó là gì vậy ta? Mày cứ quan sát kỹ đi mới biết nó là gì chứ. Tính nghe vậy thì gật đầu, hai thằng tiếp tục quan sát. Ông Chín sau khi cầm mười mấy cái cây nhang hô qua hô lại bốn phương tám hướng, ông cắm hết tất cả vào từng gốc vải. Tiếp và Tèo nhìn theo và đếm thầm, có tất cả 13 cây nhang được cắm vào tất cả 13 gốc vải ở giữa vườn. Sau khi xong thì ông Chín Bành tiến lại cho cái mộ đất nằm đó, quỳ xuống với lạnh và đọc lầm rầm gì đó mà hai thằng dù cố gắng phóng đại cái màng nhĩ hết cỡ cũng chẳng nghe ông đang nói gì. Tèo quay qua Tí rồi bảo, hình như ông đang nói tiếng Miên sao ấy, tao nghe không có hiểu cái gì cả. Ta cũng không hiểu luôn, thôi coi tiếp đi mày. Ông Chín sau một lúc quỳ lại tại cái chỗ mộ đất xong, ông bắt đầu đứng dậy. Hai thằng kia chợt hoảng hốt, đang toàn tính chạy khỏi vườn vì sợ ông, đứng dậy đi về phía của mình vì đã phát hiện ra ai đó đang rình. Ai dè khi tụi nó mới nhòm gió lên định chạy, ông liền cầm cây sèng đặt ở gần hướng gốc cây của Tí và Tèo đang nấp, rồi quay lưng trở lại hướng 13 gốc vải phía sau. Hai thằng mới nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quan sát xem ông Chín đang làm gì. Ông Chín kéo cái cần xé về phía của mình ngồi, sau đó đứng dậy, lấy sẹn đào lần lượt dưới gốc của tất cả 13 gốc vải, một cái hố không nông cũng không sâu. Ông Chín lấy trong cần xé ra để ở ngoài đất tất cả là 13 cái túi vải màu vàng, tỏ cỡ gói cà phê bột loại nửa ký, để trên đất thành một hàng. Sau đó ông Chín cầm từng túi vải màu vàng đó bỏ vào 13 cái hố đã đào. Mỗi hố dưới gốc cây là một túi vải màu như vậy. Xong rồi hít thầy, ông lấy sẹn lấp đất trở lại và lấy chân dẫm lên cho mặt đất chỗ đó bằng phẳng như cũ. Cuối cùng thì ông Chín Bành đem cái cần xé lại cho ngôi mộ đất, lấy từ trong đó một con gà trống cửa đã chết để trên mộ, lấy thêm ra nữa một chén tiết canh, hay như là tiết canh của con gà đó, đổ lên trên mộ làm đất ở những ngôi mộ đó thấm đỏ một mảng. Mọi chuyện xong xuôi, ông Chín bật đèn pin, cầm cần xé đi ra khỏi vườn vải và trở về nhà. Thằng Tí và thằng Tèo nãy giờ dình sau gốc cây, cảm thấy nóng ran khắp người vì tính tò mò nổi lên. Từ đó muốn đợi ông Chín đi khỏi thì đi lại chỗ gốc cây đó coi ông chôn cái gì ở dưới. Sau khi đợi ông Chín đi khỏi và chắc ăn ông không quay lại, từ nó bật đèn pin trên đầu của mình, sau đó tiến lại chỗ một trong 13 gốc cây. Thằng Tèo gan hơn một chút, nó lấy cái cành cây khô đào chỗ đất dưới gốc vải, lấy cái túi màu vàng cầm lên tay coi đó là cái gì. Nó hình như cảm nhận được một cái gì đó mềm mại trong cái túi vải. Ngay lập tức nó mở túi vải rồi đèn pin vào trong thì tá hỏa tam tinh, khi thấy là một xác thai nhi vô cùng nhỏ, y như mấy cái thai nhi bị người ta phá bỏ đi vậy. Các người đều dập nát không còn nguyên vẹn. Quá sợ hãi, tụi nó quăng cái túi vải, dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng ra khỏi vườn. Do chạy nhanh nên chiếc đèn pin trên đầu của chúng nó đang đeo bị rớt trên đường lúc nào không hay. Không có đèn, tụi nó chập choạng chạy giữa bóng tối theo quán tính. Có một điều kỳ lạ, vườn vải này của ông Chín Bành không hề rộng, vậy mà tụi nó không thể nào có thể chạy ra khỏi được lúc này, y như đang bị lạc trong mê cung. Đi vòng nãy giờ đổ khoảng chục lần rồi vẫn quay trở về chỗ cũ. Tụi nó đành bất lực đứng đó, lấy tay chống vào một trong những cây vải để thở. Nước mắt của hai thằng bắt đầu rơi vì đoán chắc rằng mình đã bị ma dẫn. Chưa kịp nói với nhau lời nào về sự sợ hãi của mình trước điều kỳ lạ kia
thì tụi nó bỗng nghe tiếng của những đứa con nít lúc nãy phát ra trên những đọt cây trong vườn vải. Trên một trái vải rồi hai trái ba trái, nhiều trái cứ rụng xuống đất trước mặt của bọn chúng. Những trái vải đó dần dần to lên như một trái dừa. Mỗi trái vải hiện lên những gương mặt khác nhau của từng đứa trẻ sơ sinh, y chang trong giấc mơ rạng sáng nay của Tèo vậy. Hai thằng đồng nghĩ thầm trong dạ, thôi chết rồi, mà nó cho thấy mặt luôn, chắc hai đứa mình sắp chầu ông bà ông vải tới nơi. Một trong những đứa còn nít đó mới cất tiếng: hai tụi anh đừng sợ, tụi em không có làm gì hại đến hai anh. Tụi em đây là những đứa trẻ sơ sinh bị mẹ phá bỏ trong bệnh viện. Bà Chính Bành là cựu y tá trong bệnh viện, nhà quen biết nên bà mới có thể đem xác tụi em về đây, trên danh nghĩa thương xót tụi em, muốn tụi em có chỗ an nghỉ, đem về an táng chôn cất đàng hoàng. Nhưng thực chất bà đem tụi em về đây là đưa chồng chính làm phân bón cho mấy gốc vải thiều theo lời chỉ dẫn của con quỷ nữ trong ngôi mộ đất bên kia. Vừa nói đứa nhỏ vừa chỉ tay về hướng một mộ đất có đặt con gà lên trên. Tiếp và Tèo cùng nhìn theo hướng mộ đất đó mà không khỏi giận cái ốc. Đứa nhỏ sau đó tiếp tục nói: tụi anh hãy giúp tụi em, tụi em ở đây khổ lắm. Nói tới đây đứa nhỏ cùng với đứa con nít kia khóc lên một cách đầy bi ai, nghe não ruột vô cùng. Tí lúc này thấy có một chút chắc ẩn rào dâng, nhưng vì còn sợ nên cố gắng lấy hết can đảm mà hỏi lại đám nhóc: tụi em nói khổ là sao, tụi anh chưa hiểu. Đứa trẻ lúc nãy vừa nói vừa mếu máo: tụi em bị bỏ đi, chưa được chào đời đã quá bất hạnh, nhưng về đây còn bị làm phân bón cho cây, giờ còn bị con quỷ nước kia la mắng đánh đập. Nếu tụi em không nghe lời, không làm theo những gì nó sai bảo, tụi em liền bị ăn đòn, đau đớn lắm. Anh coi nè, trên người trên mặt bọn em với mấy bạn đây đều là những vết thương do móng vuốt của con quỷ đó. Con quỷ đó còn cản không cho bọn em đi siêu thoát. Vậy là đã rõ, Thi và Tèo lúc này coi như đã biết được bí mật trong vườn vải thiều của ông Chín Bảnh. Thằng Tèo bây giờ chỉ còn lại một chút ít nỗi sợ hãi mà thôi. Nó tự tin và hỏi lại: vậy tụi anh có thể giúp đỡ tụi em bằng cách nào? Hai anh chỉ cần đi về nhà, tìm bốn cây đinh lâu năm bị rỉ sét, lấy thêm một cây đũa bếp, sau đó canh lúc trời tối lén ra ngoài vườn vải này, đóng cây đũa bếp đó xuống đầu ngôi mộ đất kia, tiếp đóng thêm bốn cây đinh rỉ sét xuống bốn góc đông tây nam bắc của ngôi mộ. Từ khắc con quỷ đó sẽ không còn chỗ nương náu, và khi không còn chỗ nương thân nên trong vòng 24 tiếng nó chưa tìm được một chỗ ở phù hợp, lập tức nó sẽ bị sét đánh cho hồn siêu phách tán, không thể siêu sinh. Tiếp và Tèo nghe từ nhỏ bài cách thì như đã tỏ tường, bỗng hình như sực nhớ ra điều gì thì bây giờ nói với mấy đứa nhỏ: vậy nãy giờ con quỷ đó đâu? Lỡ nó làm hại tụi anh thì biết phải làm sao? Thằng Tèo có vẻ ngạc nhiên trước sự gan dạ khác thường của Tí. Nó nhìn qua anh nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, đám nhỏ liền trả lời Tí: con quỷ nữ kia đem gà qua chỗ khác ăn vì nó muốn ăn một mình mà thôi. Hành cũng nhanh chóng trở về, giờ này nó sắp về rồi đó. Tôi nhớ là phải chuẩn bị đúng như lời em dặn. Tối chủ nhật tuần sau là ngày thất đản, rất tốt để chúng ta thực hiện kế hoạch. Tụi em sẽ cố gắng hết sức dụ con quỷ đi chỗ khác, để đêm hôm đó hai anh dễ bề thực hiện. Chuyện này mà thành công, tụi em được siêu thoát đầu thai kiếp khác. Nhưng trước khi đầu thai, tụi em không quên ơn của hai anh. Tèo nói bằng sự thật thà của mình: giúp tụi em là hai anh tình nguyện, nên không cần có công cán lợi lộc đâu, miễn sao tụi em siêu thoát là tụi anh vui rồi. Thí và Tèo bây giờ thực sự chẳng còn chút cảm giác nào còn là sợ sệt như trước đó. Ngược lại, hai anh em nó còn cảm thấy thương mấy đứa nhỏ này hơn là đằng khác. Những trái vải đó bay lên cao, dẫn đường cho hai anh em Tí ra tới chút đầm nước rồi chào tạm biệt, khẽ tần biến trong không trung. Buổi trưa của ngày hôm sau, Tí và Tèo thấy mẹ của nó nấu cơm thì chưa ra hành động. Tí dạo bộ ra ngoài vườn trèo lên cây ổi hái, cố tình cho mẹ nó thấy lúc nó leo lên, rồi sau đó canh cho lúc mẹ nó không chú ý mới nhảy xuống. Phần về cành ổi cách mặt đất chỉ chừng độ 1,5 mét. Sau khi đắp chân xuống đất, Tí làm bộ như mình bị té, nó mới kêu lên chỗ gây sự chú ý của mẹ: ôi da đau quá, cái chân tôi. Bà Lan đang nấu cơm nghe tiếng của Tí chạy ra cúc ổi, bà lo lắng:
Mày bị sao mà la ó ôm sùm vậy tí? Con trèo lên cây ổi tính hái trái chín trên cao mà không khéo bị trượt chân té xuống đất. Nữa, ta đã nói với mày bao lần, tại sao lại có cây vợt đó, không có lấy cây vợt đi mà hái. Lại liếng khỉ trèo lên nằm chi rồi bị té như vậy hả? Còn việc cái, nói hoài không có nghe. Đâu, đưa cây chân cho mẹ coi. Nói xong thì bà Lan lấy tay xoa chỗ bị đau rồi té của tí. Bà Lan gọi với vào trong nhà. Tèo ơi, lấy cho mẹ chai dầu gió xanh con nó để trên gạc măng dê, đặng ra sức cho anh mày cái coi. Tèo nãy giờ trong lúc tí kéo dài thời gian ngoài kia là đã lấy được cây đũa bếp và kìm giấu ở dưới gối chỗ nó nằm trong buồng ngủ. Sau đó nó cũng nhanh chóng chạy xuống nhà sau, tới chỗ cây gạc măng dê, vừa lấy trên đầu chai dầu gió xanh con ó chạy ra vườn chỗ bà Lan và tí đang ngồi. Tèo ra tới nơi đứng đằng sau lưng bà Lan, những mắt ra hiệu cho tí là kế hoạch bước đầu thành công. Bà Lan lúc này vừa sức dầu gió cho tí xong, vừa mới đậy nắp chai dầu lại. Không lâu sau thì thằng tí đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó nhảy lên rồi bảo, mẹ ơi, chân con hết rồi. Tèo bên này do gạt mẹ nó và chồng đã thành công, kế hoạch không tỉ vết đã hoàn thành nên cũng lật bài ngửa. Nó vừa cầm chai dầu gió xanh con ó lên, được kinh hiệu vô hướng mặt mẹ nó mà nói y như mấy người quảng cáo trên truyền hình. Dầu gió xanh hiệu con ó, xua tan nỗi lo đau chân vì trèo cây ổi té chồng vó. Bà Lan nghe vậy thì biết ngay hai đứa con đang chọc mình. Bà tức giận nói trong sự bất lực, bữa này quá thể tụi bay rồi nghe, dám chọc tao nữa. Nói xong bà Lan chạy ra ngoài mé, lấy chất củi rút trong đó ra một cây củi khô, chạy lại và rượt hai thằng tí tèo vòng vòng trong nhà. Ông Tú đi đá gà về tới, ông con gà đều vừa bước vào trong sân cột lại rồi xuống nhà sau cho nồi cơm đang bị trào ra. Nhanh tay chú chắt nước cơm rồi tiếp tục bắc lên bếp. Nhìn ra ngoài vườn sau thì bà Lan đang dí hai thằng nhỏ chứ mới nói vọng ra thật lớn, trời Phật ơi, bộ trưa nắng gắt quá mấy mẹ con của bà sẵn hay sao mà chạy vòng vòng ngoài vườn vậy, vặn cơm đi nè, chưa chật rồi. Nghe vậy thì ba mẹ con của bà Lan đi vào trong sàn nước, rửa tay rửa mặt rồi đi vào chỗ bàn ăn. Bà Lan có phụ dọn cơm với ông Tú vừa lức ông. Sẵn cái đầu của ông đó, có ông sẵn mới có, hai cái thằng quỷ đó nó chọc tôi mới giật quính nó chứ sẵn cái gì. Ông Tú lắc đầu bất lực, sau đó cả nhà trở vào bàn ăn. Sau cơm trưa bà Lan qua chỗ bếp, thấy bị cây đũa bếp phát trên sóng, đũa muỗng đột nhiên biến mất. Bà mới quay qua chú Tí và Tèo đang ngồi ăn ổi. Hai đứa bay có thấy cái đũa bếp của tao để đâu không? Hai thằng lắc đầu tỏ vẻ không can dự chi đến mình. Sau đó ra sàn nước đem con dao gọt ổi đi rửa, vắt lên sóng muỗng rồi trở vào trong buồng, tiếp tục bàn kế hoạch chiều nay hành động tiếp theo. Ở trong buồng thằng Tèo ghé sát vào tai của Tí. Chiều nay mày nhớ làm những gì ta đã bàn nghe chưa? Tí có chút do dự. Chả ông mà biết đó, ông trẻ đầu khô táo với mày đó. Không có sao đâu, mày cứ làm y chang vậy đi, có gì ta đứng ra chịu trách nhiệm khỏi lo. Tí nghe có người bảo kê thì liền gật đầu đồng ý. Ngay trong chiều đó Tí và Tèo thực hiện đúng kế hoạch đã bàn nhau từ trước. Thằng Tí lúc này đã lên nhà trên chỗ cái bàn trà trước sân, nó nói với cha. Cha à, hồi nãy có chú Tâm hàng xóm mới qua kiếm cha, kêu là có mấy con gà ghe mới mua đó, muốn rủ qua bên nó coi. Ông Tú đang uống trà thì đặt vội đi trà xuống, bởi ông Tú khoái gà lắm. Ông qua kiếm tao hồi nào? Dạ, chú Tâm kiếm cha hồi cha đi ra ngoài chuồng bò cho bò ăn cỏ đó. Không ấy giờ cũng còn sớm nè, cha qua bên đó coi chừng chú Tâm đang đợi đó. À thôi, để tao qua bên đó đi. Nói rồi ông Tú đứng dậy đi bộ hướng nhà ông Tâm. Vừa bước tới trước cửa nhà thì vợ ông Tâm là bà Thanh còn đang lắt trước cửa. Ông Tú bấy giờ vui vẻ. Ủa chị Thanh ơi, anh Tâm có nhà không? Anh kiếm anh có chuyện gì không? Hồi nãy anh kiếm tôi kêu qua coi mấy con gà. Bà Thanh bấy giờ tỏ vẻ khó hiểu. Ủa anh có lộn không? Chứ anh Tâm anh đi ghe chở lúa về kênh sáng từ hồi chiều qua. Chắc là chiều mai anh mới về lận. Ông Tâm kể một cách gượng gạo rồi từ giã bà Thanh trở lại nhà mình. Về tới nhà vì đã biết thằng Tí nói láo gạt mình, ông Tú gọi thật lớn. Tí, giờ đây tao biểu coi, nhanh lên.
Tới lúc này Lường trước đầu mọi chuyện sắp sửa diễn ra, nó từ trong buồng chạy ra theo tiếng gọi với vẻ mặt đáng thương. Ông Tú mở miệng định dạy cho nó một trận, nhưng chưa kịp đã nhìn vào chỗ mông đang nhô lên thật to một cách bất thường của Tí. Thì ra là do đoán trước sẽ bị ăn cây gậy vì cái tội nói dóc, nên tranh thủ lúc cha nó còn chưa về, nó chạy vào trong buồng lấy cỡ chừng hai bộ đồ thun của mẹ nó hay mặc ở nhà, nhét hết vào trong cái quần, để khi bị đánh có chúng thì cũng không cảm thấy đau. Ông Tú thế vậy lắc đầu bất lực trước sự ngây thơ của đứa con trai đầu lòng. Cơ mặt của ông cũng giãn ra được, trên bực mình lúc nãy cũng tiểu biến. Ông cười và nói: "Đi vào trong đi, lần sau không có nói dóc cha nữa nghe chưa, còn lần nữa cái mông khỏi độn đồ đó." "Dạ con biết rồi." Nói xong thì Tí lùi vào trong buồng, lấy đồ nãy giờ độn mông ra và cất vào tủ trở lại. Cần về ví của thằng Tèo, nãy giờ ở ngoài chuồng bò nghỉ hụp cả một buổi trời, cuối cùng nó cũng đã dùng đầu sau của cây búa nhỏ gỡ đựng bốn cây đinh chỗ máng cho bò ăn cỏ. Vì chuồng bò này đã đựng ông Tú cất lên đã mấy năm, nó nhanh chân chạy vào trong buồng khoe với Tí: "Nè thấy gì chưa, thấy tao hay không?" "Hay đó, mày nói có gì mày chịu cho, rồi lúc tao sắp bị đánh đòn mày ở đâu không xuất hiện hả? Báo Hải xem chút nữa bị cái mông của tao cho đánh sưng lên rồi." Đang hí hưởng vui mừng với chứng lợi phẩm của mình thì bỗng từ phía chuồng bò ông Tú la lên: "Trời đất, thánh thần thiên địa ơi, cái thằng ôn dịch nào gỡ đinh làm dứt cái miếng ván trong máng bò của tao rồi hả?" Hai thằng nghe trang của mình la ó tức giận ngoài sân thì không thể làm gì khác hơn ngoài việc bụng miệng nhìn nhau mà cười như được mùa. Vậy là coi như những đồ vật theo lời của đám con nít dặn đã đầy đủ. Từ đó nhanh chóng đem cây đũa bếp và bốn cái đinh dì xét cẩn thận gói trong cái giỏ tre. Giờ chỉ còn thong thả ngồi đợi đến tối chủ nhật tuần sau mà hành động. Cuối cùng thì cái đêm chủ nhật định mệnh cũng tới. Thằng Tí và thằng Tèo lục đục chuẩn bị đồ nghề đi xoay ếch. Dĩ nhiên là nó không quên mang theo những đồ mà tụi nhỏ mà dặn. "Cha ơi, tụi con đi xoay ếch nghe." Ông Tú vẫn nằm trên võng coi truyền hình không nói gì, còn bà Lan thì ngoái ra sau: "Hai đứa đi đi, tranh thủ về sớm đó." "Dạ, tụi con biết rồi." Nói xong ngay thẳng bước ra sân, bằng ngoằng qua chỗ ruộng của nhà ông Nam, lội qua đầm nước bắt ếch tới mép vườn vải thiều của ông Chín Bành. Bên này tụi con nít ma lên kế hoạch xong, một đứa mới đại diện bay lại cho ngôi mộ đất, lấy tay gõ gõ ba cái rồi gọi lớn: "Mẹ ơi, mẹ." Trên đỉnh ngôi mộ hiện ra một làn khói đen, sau đó tụ thành hình dạng của con quỷ nữ. Đang hiện ra với một vẻ mặt đang ngáy ngủ và khó chịu nhìn đám ma nít. "Có chuyện gì tụi bay kêu tao hả? Đang ngủ cũng không yên với tụi bay." "Dạ tụi con kêu mẹ lên đây, muốn báo cho mẹ một tin quan trọng." "Tin gì?" "Hồi chiều nay tụi con đi ra ngoài đồng bắt ếch nhái ăn, thế con quỷ Minh Hiếu đang đi chung với chú ma Ba Hùng đó mẹ. Hai người đó giao điệu bộ tình tứ lắm." Con quỷ nghe đến đây thì nóng dần cả người, vẻ mặt hẳn lên một sự tức giận. Sở dĩ con quỷ nữ có biểu cảm như vậy là do nó từ lâu đã yêu thầm chú ma Ba Hùng, nhưng của nỗi Ba Hùng lại đi thích con quỷ nữ Tư Mận xóm bên. Chính vì vậy mà Ba Hùng phớt lờ tấm chân tình của nó đâm ra tức giận. Con quỷ nữ nổi trận lôi đình, nhìn mấy đứa nhỏ ma bằng một ánh mắt hình viên đạn: "Tụi bay thấy hai đứa dàn phù dâm phụ đó ở khúc nào chỉ tao coi, ta ra đánh chết mẹ con Minh Hiếu." "Dạ tụi con thấy hai cô chú đó tình cảm ngoài ruộng của ông Hải, đối diện mảnh ruộng của nhà ông Nam đó mẹ." "Được, bữa nay tư nhà tao á không cho tụi bay thấy trời cao đất dày thì không phải là quỷ tư nha." Đám con nít mà thấy quỷ nữ chuẩn bị đi tới đó thì đồng thanh nói kiểu như đang ủng hộ: "Mẹ, mẹ cho tụi con đi chung, tụi con đánh bà Minh Hiếu phụ mẹ." Con quỷ nữ có phần ngạc nhiên vì thông thường đám con nít này chỉ sợ uy lực của nó mới miễn cưỡng nghe lệnh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy. Dù có chút bất ngờ nhưng con quỷ gạt phăng ý nghĩ đó, nghĩ chắc rằng là đi theo lâu bây giờ ngoan ngoãn. Con quỷ nữ vuốt ve đầu của từng đứa nhỏ ma, làm ra dáng của người mẹ hiền từ. Sau đó tất cả chúng bay vèo tới chỗ ruộng của ông Hải. Để một hồi lâu con quỷ nữ Minh Hiếu cũng cùng xuất hiện. Nó đi ngang qua đó, trên tay cầm một cái giỏ tre, trong đó đựng mấy con gà mái còn đang sống và dãy giụa. Thế quỷ nữ Minh Hiếu đi ngang,
Quỷ nữ Tư Nha cùng đám con nít bay ra để chặn đầu, làm cho mình hiếu hết hồn khựng lại. Sau đó thì nó khó chịu bảo: có chuyện gì không mau tránh ra cho tao đi. Con quỷ Tư Nha lên tiếng đầy đách thức: giật bồ tao mà còn lớn giọng ở đây hả mày? Mày muốn gì? Muốn xử mày chứ muốn gì? Mình hiếu liền khó chịu: cái con quỷ điên, mày bị ba trộn hả? Mày thử hiểu tao với Bang Hùng mới là người yêu chính thức của nhau, còn mày chỉ là con ất ơ nào đó tự dưng nhào ra để đánh ghen với chính thất hả? Đồ tiểu tam rẻ tiền, yêu đơn phương rồi tự ảo tưởng, bớt lại cho tao nhờ. Mình hiểu nói quá đúng cho nên Từ Nhà có phần hơi sượng, nhưng nó vẫn cày cú nói trong tức giận: ta không cần biết gì cả, ta chỉ cần biết là bữa nay tao đánh cho mày một trận vì cái tội làm tao chướng mắt vậy thôi. Con quỷ Minh Hiếu cười nhếch mép, sau đó nói với vẻ coi thường mỉa mai: mày biết sao mà ông Hùng ông ấy không thích mày không Tư Nha? Tại mày mập với xấu á. Mày mập với xấu thì cũng không có gì để nói, lẽ bình thường trong cái cõi ta bà này thôi. Nhưng vậy thì người ta biết phấn đấu tốt lên đi, đằng này không có chịu đâu, suốt ngày đi sân si soi nói người khác. Tao biết không phải riêng tao đâu lọt vào tầm mắt của mày, đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là mày sống ảo quá đi. Tao biết ông Chín Bành ông ấy nuôi mày tốt, thường đốt súng cho mày nhà lầu xe hơi, điện thoại đời mới. Mà theo tao thấy dù điện thoại có xịn cỡ nào thì chụp hình mày cũng chỉnh nát hết à. Trời đất ơi, chỉnh người ta chỉnh vừa thôi, cho mấy con ma con quỷ khác gặp ngoài đời còn nhận ra. Cái đằng này chỉnh lố quá trời, mập thù đù mà chỉnh ốm nhom mốm nhách, cái mặt thì cả chắc 80 cái áp. Thôi tao nói nhiêu đó mày tự hiểu. Con quỷ Tư Nha tự nhiên bị sổ trong một tràng, mà toàn là đúng không mới chết chứ. Nó nổi máu xung thiên lên vì quá quê, chạy lại tát cho con quỷ Minh Hiếu một cái rồi bảo: mày im đi, tao không muốn nghe. Mày cho tao ảo tưởng bản thân một chút không được hả? Sao mày tàn ác quá vậy? Thôi không có nói nhiều, không muốn nói chuyện này nữa. Tao đính chính lại là tao với ông Hùng chia tay từ một tháng trước rồi. Bề nhà ông ấy bốc mộ ông ấy xuống dưới Cà Mau, cho nên xuống dưới đó xa mặt cách lòng mới chia tay. Bên phía vườn vải thiều của ông Chín Bành, Tí và Tèo đang ở cái mộ đất tiến hành làm theo những lời tụi nhỏ hướng dẫn. Dù trong lòng có sút sợ nhưng tụi nó vẫn quyết tâm. Thằng Tí đứng đó canh động tĩnh chung quanh, còn thằng Tèo bắt đầu cầm cái đũa lên bếp đóng vào đầu mộ đất. Do cái mộ cũng đã lâu rồi, đất trơ cho nên cứng lại, dùng lực tay đẩy thật mạnh cũng không thể đưa được cái đũa bếp vào trong. Ta lường trước được chuyện này, Tèo lấy trong giỏ ếch một cây búa nhỏ trộm được của ông Tú ở nhà. Nó dùng lực thật mạnh từ từ đóng cây đũa bếp xuống đầu ngôi mộ đất. Vậy là đã xong bước đầu tiên. Cây đũa bếp đã được đóng sắt vào đầu của mộ đất, không bị nhú ra một chút nào. Bên kia sau khi nghe con quỷ Minh Hiếu nói xong, tự nhiên con quỷ Tư Nha cảm thấy chóng váng nhức đầu. Nó lảo đảo đứng không vững và cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Nhưng do đằng tức chỉ nghĩ chưa ăn gà cho nên mới vậy, và tiếp tục khẩu chiến mà không nghĩ gì thêm. Ở phía vườn vải, thằng Tèo bắt đầu lấy bốn cây đinh dì xét đóng lần lượt vào bốn góc mộ đông tây nam bắc, cuối cùng cũng đã xong. Bên kia con quỷ Tư Nha bắt đầu cảm thấy nhức đầu chóng mặt, sau đó toàn thân của nó nóng lên như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Cuối cùng cảm giác châm chích như có hàng hà sa số gai nhọn đâm vào cơ thể khiến nó đau đớn gào lên. Đám con nít mà biết kế hoạch đã thành công thì mới cười lên thích thú, không còn làm bộ như nãy giờ nữa. Tới đây quỷ Tư Nha biết mình đã bị đám con nít mà dụ tới đây, nó gào lên tức giận không nói công rằng bay về phía mộ đất. Đám con nít mà bay theo sau, để lại ánh mắt của Minh Hiếu nhìn theo đầy sự khó hiểu. Trời đất ơi, tự nhiên đi bắt gà về bị ăn cái bạt tai oan mạng vậy trời chứ. Đúng là ở hiền toàn gặp phiền thôi. Con quỷ Tư Nha bay đến chỗ mộ đất thì thấy Tí và Tèo đang cất đồ đạc trong giỏ tre và chuẩn bị rời khỏi. Nó tức giận gào rú lên như một con thú dữ, hai mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, nhè cặp răng nanh sắc nhọn ra lao về phía của Tí và Tèo. Móng vuốt của con quỷ lúc này dài ra sắc nhọn: tao sẽ ăn thịt hai đứa tụi bay trước rồi tới đám con nít ma. Nói xong, con quỷ nữ lao vào chỗ anh em của Tí Tèo. Tụi nó hoảng sợ bèn lấy hai chân đạp ra phía trước. Lúc con quỷ lao tới chỉ cách hai đứa Tí Tèo một găng tay,
Trên trời bỗng đâu xuất hiện một tia sét rạch toạc, đánh thẳng chỗ con quỷ Tư Nha, làm cho đầu của nó tét ra, máu chảy xuống và bắt đầu bốc khói. Qua đầu đớn, nó hét lên thật lớn bỏ chạy tới trước con quỷ Minh Hiếu, ôm lấy người nó làm cho con quỷ Minh Hiếu mất đà, hai đứa cùng té xuống giữa ruộng. Lúc này trên trời Lôi Công đang cưỡi đám mây, hiện ra toàn thân đen sì, mặc trên người chỉ một cái khố. Ông cầm trên tay lưỡi búa sấm sét chỉ về hướng con quỷ Tư Nha. Ngày hôm nay người không thoát khỏi tay của ta, đừng hòng chạy trốn. Nói rồi sấm sét từ trên cây búa dội thẳng xuống người con quỷ Tư Nha. Giờ nó đang ôm chặt con quỷ Minh Hiếu, nên cả hai cùng chết chung và tan biến trong hư không. Lôi Công cũng biến mất trên bầu trời. Bên phía vườn vải, tụi nhỏ ma nghe thấy tiếng sấm sét vang động như vậy, biết con quỷ kia bị tiêu diệt. Tụi nó hò nhau vui mừng dưới ánh mắt đầy sự biết ơn phiến về anh em của Tí và Tèo. Tụi em cảm ơn hai anh nhiều lắm, dù sắp được siêu thoát nhưng tụi em vẫn biết ơn sự giúp đỡ của hai anh. Xất lời, trên trời bỗng xuất hiện một luồng sáng màu vàng hút hết tất cả tụi nhỏ lên cao và biến mất. Tí và Tèo nhìn theo mà không khỏi xúc động, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Có lẽ vì tụi nó thường cho mấy đứa nhỏ thời gian qua chịu không ít đau khổ. Mừng thay cho tụi nó cuối cùng được siêu thoát, đầu thai kiếp khác, hạnh phúc, êm đẹp. Đang xúc động thì tụi nhỏ chợt giật bắn mình khi thấy từ xa là ánh đèn pin của ông Chín Bành đang đi tới. Nhanh chân tụi nhỏ thật lẹ ra khỏi vườn vải và trở về nhà. Tới giữa vườn thấy cái mộ đất đã bị ai đó làm thuật trấn quỷ, ông Chín vô cùng tức giận. Trời đất ơi, tôi chết rồi, thằng chó nào dám chơi khăm tao, là thằng nào? Dứt lời thì ông Chín bỗng lảo đảo ngã lăn ra đất bất tỉnh. Sáng hôm sau, khi ánh nắng lè lói chiếu qua những tán cây trong vườn, chiếu thẳng vào mặt làm trông Chín tỉnh dậy, hé mắt nhìn xa, ông Chín tá hỏa khi thấy trong mắt của mình là một vòng tròn đầu người. Ông ngồi dậy mở mắt nhìn thấy đó là các cán bộ trên xã xuống để mời ông lên xã tường trình sự việc chôn xác thầy nhì dưới gốc vải. Bà Chín cũng không thoát khỏi liên can trong vụ này. Một thời gian sau, công việc làm ăn của nhà ông bà Chín Bành ngày càng xuống dốc. Một hôm, đứa con trai bỏ nhà đi bấy lâu về nhà báo nợ. Vậy là ông bà Chín phải bán hết toàn bộ gia sản để trả nợ. Cả gia đình dắt díu nhau lên Sài Gòn bán vé số, sống dưới gầm cầu le lắt qua ngày. Còn về phần của Tí và Tèo, một tiệu trường đã trở lại. Tí và Tèo học rất giỏi, năm nào cũng nhận được giấy khen học sinh giỏi nhất khối. 6 tháng sau, ông Tú mua được 2 tờ vé số, dò ra thì chúng độc đắc. Cả gia đình một ngày ăn nên làm ra, mà rộng trang trại chăn nuôi, thường xuyên đi làm từ thiện. Cuộc sống vô cùng viên mãn cho đến về sau. Một hôm, ông bà Chín đi bán vé số, trong lúc băng ngang qua đường bị xe bồn đâm chết tại chỗ. Đó cũng là một kết cục xứng đáng cho những kẻ ăn ở ác nhân thất đức. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.